coi làm tường. Ủa này sao mới hả anh? Hả? Cái nào này là sao mới hả? Khô rồi hả? Hả? Không biết. Đây thì đây là cái dách tường bằng xi măng nè các bạn. Cái này là dách tường bằng xi măng. Đó. Còn cái này là dách tường người ta chỉ làm một cái tấm này nè. Đó, người ta làm bằng cái này nè. Cái này chắc là thạch cao đó các bạn nè. Đó thì người ta xây ra ngăn ra thành cái tường này. Đó. Nó giống cái này luôn. Đó. Đó người ta ngăn xong mình ta tô á, người ta tô lại. Rồi bây giờ mình sẽ thử bạn xem. Nè, cái này là người ta lấy cái này người ta ngăn nè. Ngăn xong rồi người ta chắc bột lên đây. Xong rồi bắt đầu ta tô lại các bạn. Đó là ta dán cái này. Dán ở giữa mấy cái khung. Rồi sau đó người ta cắt bột lên. Cắt bột lên vậy là xong rồi chứ đâu có sơn nữa hả chú? Có chứ, xả sơn chứ. Để nhám là sơn. Ở bên đây cũng là cái xưởng nữa mà. Bữa giờ chưa đi tới đây coi. Có. Trên phòng của ông Bin á. Sao kiếm mã hả? Kiếm mã hả? Bả trên phòng ông Li Bin á. Ừ.
Còn nào? Trên phòng ông Ly Bin. Trên đó hả? Mình đi xuống dưới đây thôi các bạn. Đây là xây cái gì đây không biết đây. Đó, bây giờ thì đi ra phòng bảo vệ và ngồi đây xíu nữa các bạn.